không ai dại dột đến mức ăn vỏ sầu riêng còn muối thì bỏ đi cả. Vâng, may mắn là không ai trong chúng ta làm vậy mà chúng ta đã rất khôn. Chọn cái ngon, cái bổ dưỡng để ăn còn cái vỏ sần sùi xấu xí ấy thì vứt đi. Nhưng đối với một con người thì chúng ta hay làm ngược lại. Chúng ta cứ để ý đến những thứ không tốt ở họ mà quên không thưởng thức những thứ tốt đẹp từ họ nên điều đó đã làm chúng ta khổ. Cũng giống như khi chúng ta ăn vỏ sầu riêng mà lơ đi phần muối vậy. Một con người luôn tồn tại cái tốt và cái không tốt. Các cụ xưa hay nói là, nhân vô thập toàn, không ai là hoàn hảo cả, thế nhưng chúng ta rất hay để ý tới cái không hoàn hảo của một con người. Tức là cái không hoàn hảo đây này, và khi ta để ý tới cái không tốt, nó làm ta đau. Việc quan trọng nhất là khi ta để ý tới cái không tốt làm ta đau thì ta hãy chú ý tới cái tốt của họ. Họ cũng có rất nhiều cái tốt mà. Có một sự thật hiển nhiên là không gì tồn tại được nếu thiếu đi mặt đối lập, hay nói cách khác mọi vật tồn tại được đều phải có hai mặt đối lập. Như có tốt thì có xấu, có trên thì có dưới. Có trong thì có ngoài và có bên phải thì phải có bên trái. Sở dĩ chúng ta khổ là vì hầu như chúng ta chỉ muốn một mặt mình thích những điều đó là không thể. Giả sử một khúc gỗ bạn ghét mặt bên phải rồi cứ cố gắng đéo bỏ mặt đó đi. Nếu bạn kiên trì đéo hết mặt mà bạn không thích đó đi thì cuối cùng mặt bạn thích cũng sẽ biến mất cùng với cái mà bạn gọi là khúc gỗ đó cũng không còn tồn tại. Một trái sầu riêng sẽ không thể lớn lên rồi chín thơm ngon nếu thiếu đi lớp vỏ sần sùi xấu xí một trái dừa cũng không có nguồn nước ngon ngọt mát ấy mà thiếu lớp vỏ sơ cứng và mỗi con người tồn tại được cũng cần như vậy thế nên để giải tỏa sự khó chịu thì chúng ta chỉ cần nhắc mình là mọi vật tồn tại được luôn có hai mặt cũng như sống và chết chúng ta không thể chỉ sống mà không chết và sự thật là sự chết đã hình thành khi chúng ta sinh điều đó là không thể thay đổi cuối cùng đời sống thú vị xin chúc quý bạn và các vị luôn được bình an là hạnh phúc cảm ơn quý bạn và các vị đã xem đến hết video này ạ à.